Hôm nay Yuki rất là mệt nha mọi người, nhưng mà rất là vui luôn. Vui là tại vì cái món mới Yuki mới làm thử ăn rất là ngon. Và con trai Yuki cũng rất là thích nha mọi người. Con trai Yuki nói là mẹ mở bán đi sẽ thành công á, cho nên Yuki nghe lời con trai của mẹ và Yuki mở bán. Thì rất là thành công nha mọi người. Hôm nay bán cái nồi đó cũng phải gần 200 tô á. Thì bán tới 8 giờ là hết trơn luôn. Nhưng mà hôm nay là ngày mọi người đi làm á. Thì sau khi mọi người đi làm về thì ghé thì là hết trơn rồi. Thì vì vậy Yuki mới mở thêm một ngày khuyến mãi nữa ngày mai nha mọi người. Là hôm nay ngày 27 tháng 1 là tầm khoảng 8 giờ là hết trơn 4 riêu rồi. Thì Yuki ngày mai sẽ nấu nhiều hơn, tại mai thứ bảy nè mọi người được nghỉ nè. Thì Yuki sẽ nấu nhiều hơn và sẽ bán cho đến trễ luôn. Thì nếu như mà bạn nào vẫn thích ăn bún riêu rồi bạn nào mà hôm nay chưa được ăn gì đó chẳng hạn, thì mai cứ ghé nha mọi người ơi, vẫn giá khuyến mãi 2 đồng chín. Thì Yuki thấy cái số lượng khách rất là thích bún riêu luôn. Và rất là nhiều bạn ở gần khu Bờ Đốc nè, rồi Chinatown hoặc là Ghi Lăng cũng yêu cầu quán bán thêm bún riêu. Thì hôm nay quán quyết định luôn, Yuki quyết định luôn là hạ tất cả các quán đều bán bún riêu hết nha mọi người. Thì nếu mà mọi người ai mà thích món bún riêu thì ngày mai có thể ghé lại chỗ địa chỉ Marceline nè. Rồi còn địa chỉ Ghi Lăng, Bờ Đốc và Chinatown thì ngày 1 tháng 2 Yuki mới có chương trình khuyến mãi và mới bắt đầu bán nha mọi người. Thì ngày 1 tháng 2 đến ngày 3 tháng 2 là Yuki chỉ bán với giá 2 đồng chính thôi, áp dụng cho tất cả 4 chi nhánh luôn nha mọi người. Chỉ với giá 2 đồng chính thôi nha mọi người. Thì nếu như bạn nào mà hôm nay chưa ăn được thì ngày mai ghé lại nha mọi người ơi. Rồi cảm ơn mọi người nha. Hôm nay Yuki rất là mệt nhưng mà Yuki cũng rất là vui. Vui là tại vì món mình nấu ra mọi người rất là thích, thì Yuki rất là vui nha mọi người.